Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe sinh lý nam giới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang khám phá một chủ đề: tại sao nước ép dưa hấu lại tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới? Và Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu lợi ích từ nước ép dưa hấu đối với sức khỏe sinh lý nam giới, và thứ hai, những lưu ý khi sử dụng dưa hấu. Nếu như các bạn quan tâm thì chúng ta bắt đầu đọc hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Các bạn thân mến, nam giới ngày nay gặp phải các vấn đề như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay là yếu sinh lý đó, thì ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống tình dục của người nam rất nhiều. Nếu như các bạn đang sử dụng thuốc điều trị từ các bác sĩ thì hãy tuân thủ các bạn nhé. Cũng như chúng ta sẽ kết hợp từ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục. Còn nếu như bạn trong giai đoạn nhẹ thì bạn có thể sử dụng những cái thực phẩm từ tự nhiên để tăng cường lại sức khỏe sinh lý cho mình. Và trong đó có nước ép dưa hấu. Và phần đầu tiên mà Trang muốn gửi đến các bạn đó chính là lợi ích từ nước ép dưa hấu đối với vấn đề sinh lý nam giới. Thì năm 2008, các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M thì đã phát hiện ra những cái hoạt chất có trong dưa hấu đó tương tự như là Viagra dành cho phái mạnh. Thì nó sẽ giúp cho mao mạch trong cơ thể của chúng ta giãn nở, tăng lưu lượng máu, đặc biệt là cậu nhỏ ở nam giới đó, thì nó sẽ tăng lưu lượng máu tập trung về đó và tăng khả năng ham muốn cho nam giới. Năm 2011 thì nghiên cứu của tạp chí Tiết Niệu đó, người ta tiết lộ rằng cơ thể của chúng ta có thể tự chuyển hóa citrulline thành một cái axit amin, đó chính là arginine. Mà arginine là một trong những cái tiền chất của oxit nitric, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta là giãn nở mao mạch, tăng lưu lượng máu đến cậu bé và giúp cho cậu bé tăng khả năng ham muốn và điều trị những cái vấn đề về rối loạn cương dương rất là hiệu quả. Năm 2017 thì một nghiên cứu đã chứng minh rằng, cũng như đưa ra cho các nhà khoa học thấy rằng sự vai trò quan trọng của citrulline và arginine trong cơ thể của người nam. Bởi vì những người mà gặp vấn đề về rối loạn cương dương đó thì sẽ thiếu một hoặc là hai cái hoạt chất này, có nghĩa là citrulline và arginine trong cơ thể của người nam giới đó nó sẽ thấp hơn so với những người nam giới bình thường khác. Thì đó cũng là một trong những món quà mà dưa hấu mang đến cho tất cả những người nam, hoặc là giúp cho nam giới tăng cường sức khỏe đời sống tình dục của mình. Thì lợi ích của nó mang đến là giúp cho bạn khỏe hơn về tuyến tiền liệt, bởi vì trong dưa hấu chứa cái hàm lượng lycopene cực kỳ cao, cao gấp 8 lần so với cà chua các bạn nhé. Cho nên nó sẽ giúp cho bạn bảo vệ tuyến tiền liệt một cách tốt nhất. Tiếp đến là hỗ trợ về vấn đề rối loạn cương dương. Thì như chúng ta đã nói, citrulline và arginine nó sẽ giúp cho cơ thể của người nam giới tăng khả năng ham muốn hơn, có nghĩa là lưu lượng máu trong cơ thể được lưu thông một cách tốt nhất, đồng thời nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là không ảnh hưởng đến sức khỏe và những cái tác dụng phụ như là những cái loại thuốc sinh lý khác, mà nó còn mang đến cho bạn hiệu quả trong việc điều trị rất là hiệu quả. Thì đó cũng giúp cho nam giới ổn định được cái lượng huyết áp hơn nữa các bạn nhé. Thì đó là những lợi ích từ quả dưa hấu cũng như là nước ép dưa hấu mang đến cho người nam giới. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai: những lưu ý khi sử dụng dưa hấu. Biết rằng dưa hấu là một trong những thực phẩm vàng mạnh như là Viagra dành cho phái mạnh, nhưng không phải sử dụng dưa hấu như thế nào cũng được các bạn nhé. Bởi vì trong một quả dưa hấu thì nó chỉ chứa khoảng là 150mg citrulline thôi. Còn nếu như bạn muốn bổ sung cái hàm lượng này để tăng cường khả năng ham muốn tình dục cũng như là điều trị rối loạn cương dương, thì bạn phải bổ sung gấp 10 lần so với tự nhiên. Có nghĩa là một ngày bạn phải ăn tới 10 quả dưa hấu. Làm gì mà chúng ta có thể ăn được như vậy? Mặc dù bạn có ép cái nước uống đi chăng nữa thì chúng ta cũng không sử dụng với một hàm lượng nhiều như vậy được. Thì có những người bị tiểu đường thì sao? Bạn cũng không được sử dụng một cái hàm lượng chất ngọt quá nhiều nè. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề này nha.
Nó chỉ là một thực phẩm để bổ trợ cung cấp những vitamin, axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Bởi vì nếu như muốn cho cơ thể của các bạn tăng cường sức khỏe sinh lý thì cái citrulline này nó phải chuyển hóa thành axit amin arginine, và arginine nó phải chuyển hóa thành oxit nitric nữa thì nó mới có tác dụng như Viagra thần diệu các bạn nhé. Để sức khỏe sinh lý nam giới được tốt nhất thì ngoài việc sử dụng nước ép dưa hấu hay là ăn dưa hấu là một món tráng miệng mỗi ngày đó, thì bạn cần phải bổ sung đầy đủ các chất thực phẩm vào cơ thể. Đặc biệt chúng ta sẽ ưu tiên thịt bò, thịt dê nè, hàu hoặc là hải sản, cũng như là bạn sẽ ăn các loại rau như là rau bina, cải xanh vào cơ thể của mình, kết hợp cùng với quá trình tập luyện thể dục thể thao để giúp cho các khối cơ trong cơ thể của các bạn khỏe mạnh, lưu thông máu trong cơ thể được tốt hơn, tuần hoàn tốt, thì từ đó sinh lý của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Chúng ta đừng trông chờ vào bất kỳ các loại thuốc hay là những nhóm thực phẩm nào hết, mà chúng ta phải trung hòa một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp cùng với những dược liệu cũng như là những cái thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh lý, thì sức khỏe sinh lý của người nam giới tất nhiên sẽ khỏe và sung mãn hơn rất nhiều. Và một điều nữa là không phải chúng ta bổ sung nước ép dưa hấu hay là ăn dưa hấu mỗi ngày thì nó cho cái hiệu quả ham muốn tức thì như những loại thuốc khác, mà các bạn cần phải có thời gian, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng mỗi ngày một, mỗi ngày với một cái hàm lượng thích hợp, chứ không phải là ăn càng nhiều càng tốt, ăn thay cơm hoặc là thay các nhóm thực phẩm khác luôn các bạn nhé. Và một bí mật cho bạn là citrulline có trong quả dưa hấu nhiều nhất là ở cái phần vỏ trắng của dưa hấu đó, thì chúng ta ăn thì chúng ta nên ăn luôn cái phần vỏ trắng đi, hoặc là bạn lấy luôn phần vỏ trắng bạn ép cùng với nước ép dưa hấu để bạn uống thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Như vậy là các bạn đã tìm hiểu và khám phá cùng với Trang về dưa hấu là một trong những thực phẩm rất tốt cho vấn đề sinh lý ở nam giới. Ở đây vậy câu hỏi đặt ra rằng những người bình thường khác có sử dụng dưa hấu được hay không? Câu trả lời là được bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì dưa hấu là một loại trái cây rất thích hợp để chúng ta sử dụng vào những cái bữa ăn hoặc là những cái món tráng miệng nè. Bạn có thể sử dụng dưa hấu hoặc là những loại trái cây khác như là cam, chanh hoặc là những cái loại trái cây giàu vitamin C, thì chúng ta có thể bổ sung thêm vào khẩu phần dinh dưỡng bạn nhé. Các bạn nam cũng cần phải lưu ý, dưa hấu không quyết định được cái vấn đề về ham muốn tình dục ngay tức thì, mà nó phải kết hợp cùng dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi nữa, thì sức khỏe và đời sống tình dục của các bạn mới viên mãn được. Nếu như bạn thấy những kiến thức ba Trang chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. You